Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách tìm lại các mật khẩu các tài khoản của mạng xã hội như là Google này, Gmail, Facebook, Zalo hay là các nền tảng khác như là Twitter, Instagram. Nói chung là tất cả các nền tảng, các ứng dụng các bạn sử dụng chức năng là nhớ mật khẩu trên Google Chrome thì mình đều có thể là lấy lại được. Đầu tiên thì các bạn vào cài đặt. Sau đó thì các bạn trong cài đặt thì bạn nhìn thấy cái thanh ba sọc ngang ở trên cạnh cái biểu tượng cài đặt, các bạn chọn biểu tượng ba sọc. Các bạn chọn tự động điền và mật khẩu. Trình quản lý mật khẩu. Ở đây thì có rất nhiều cái trang web mình đã sử dụng trước kia. Vì vậy mình sử dụng cái tính năng tìm kiếm. Ví dụ như là mình tìm kiếm Facebook. Các bạn gõ Facebook ra. Các bạn đấn vào biểu tượng cái mắt sẽ hiển thị mật khẩu đã đăng nhập và cái tên người dùng. Tương tự các tài khoản khác như là Zalo cũng như vậy. Các bạn tiếp tục tìm các nền tảng như là Twitter cũng như vậy, Gmail, nói chung là toàn bộ các trang web đều hỗ trợ lấy lại mật khẩu. Sau một thời gian thì chúng ta hầu hết là cũng quên nếu không ghi chép vào đâu đấy. Video đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn tạm biệt các bạn video tiếp theo.